Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 thì Xuân Đỉnh đã cập bến cho các bác những sản phẩm âm thanh mới để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh cũng như các bác sưu tầm những cặp loa cũng như những chiếc âm lý chất lượng để các bác chơi vào những dịp lễ Tết sắp đến. Thì giờ cũng là cuối tháng 12 rồi và đây là những cái dòng sản phẩm mà Xuân Đỉnh thấy cũng được rất là nhiều các bác trên thị trường ưa chuộng. Một cặp loa JBL, model của dòng này là 4312XP. Dòng này thì loa 3 đường tiếng bass 30, củ kiềng xương đúc, gân vải xếp tẩm dầu, màng giấy màu trắng và loa là còn nguyên zin tuyệt đối, cũng không hề có mông má hay sapa gì cả. Đây những cặp loa rất là chất và thương hiệu của JBL thì rất là nổi tiếng rồi. Thì các bác nghe nhạc vàng bolero, dòng này thì nó lại chơi rất là đa năng. Nhạc vàng bolero rồi nhạc mạnh hay là nhạc bass uy lực hoặc nhạc hòa tấu không lời thì những cặp loa này thì nó đều chơi rất được tất. Đáp ứng cho các bác rất là tốt, chơi gọi đa năng. Bên cạnh đó thì hôm nay Xuân Đỉnh về được hai chiếc âm ly. Một chiếc là Đờ Lông 780D và một chiếc là Sơn Xui 607 Lãi Cha. Đây là hai cái dòng âm ly cũng rất là nổi tiếng rồi, toàn là những dòng thương hiệu rồi. Và mức giá tiền cũng rất là mềm mại. Video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác về ba sản phẩm này. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số đã trên bài là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từ những chiếc âm ly cho đến cặp loa. Thì những chiếc âm ly ngày hôm nay thì rất là xuất sắc. Đây là chiếc âm ly Đờ Lông, model của dòng này là 780D. Dòng này thì có thiết kế là dòng có giải mã trên Smart TV qua cổng jack đồng trục, rất là tiện dùng. Công suất của dòng này là 216W, chạy 4 sò xa ken 2 vít, giống đặc của những dòng âm ly đồng 940V. Nhưng giá tiền thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Mà những dòng này thì nó rất là gấu luôn và tiếng rất là hay. Ở đây thì Xuân Đỉnh hôm nay ghép hai chiếc âm ly này cùng với một cái cặp loa JBL. Thì thấy về cái chất âm thì khi ghép với những dòng Đờ Lông thì cái giải trầm nó sẽ đánh rất là lực. Còn khi ghép với dòng Sơn Xui thì cái phần trung âm một phần tép thì nó có vẻ sáng hơn một chút. Thì cũng là tùy cái cách phối ghép. Ở đây thì những dòng loa JB thì các bác sẽ ghép vào những dòng Đờ Lông hoặc là Sơn Xui ở đây cũng được. Ngoài ra thì các bác có thể ghép được vào những dòng âm ly Nuckman hoặc những dòng âm ly Đài, âm ly châu Âu, đánh những dòng JB rất là hay. Còn với những dòng âm ly Đờ Lông hoặc là những dòng âm ly Sơn Xui thì đây là những dòng hàng vãi của Nhật. Thì các bác có thể ghép với những dòng âm ly những dòng loa của Pioneer, những dòng loa của Boss hoặc những dòng JB ở đây đánh cũng khá là hay rồi. Nhưng mà nếu như đúng thực chất để đánh giá sâu về những dòng âm ly Đờ Lông và những dòng âm ly Sơn Xui thì các bác sẽ ghép rất là hay với những dòng âm loa bã Nhật thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì các bác ghép vào những dòng Boss. Đấy, dòng Boss thì đánh khá là ổn. Còn đánh với dòng JB thì Xuân Đỉnh cũng thấy nó không được hợp cho lắm. Còn tất nhiên thì tùy theo cái cách chơi cũng như là theo tai của từng người chơi để các bác phối ghép. Có những người ta thích bass nó nhiều thì các bác ghép vào những dòng Đờ Lông. Còn nếu như mà cần nhiều trung âm và cần nhiều tép thì các bác ghép vào những dòng Sơn Xui. Đấy là cái cách phối ghép rất là đơn giản. Chiếc âm ly Đờ Lông này thì size của nó là size 43, nó cũng bằng mấy cả chiếc âm ly Sơn Xui. Đấy, nhìn hơn một chút, chính xác như là size 44 rồi. Mặt của nó là mặt phay nhôm màu đen. Dòng này thì mặt tiền rất là đẹp, có chỉnh bát chép, có lau lớt, volume ba lăng. Đấy, size của nó là size 44 chứ không phải 43 đâu. Máy móc thì rất là dày. Dòng này thì sử dụng nguồn tụ sò lớn, công suất 216W, ghép tốt những dòng loa bass 2530. Các bác nắp bằng cơ bằng số để hát karaoke rất là tuyệt vời. Đánh hai cổ loa AB và A cộng B, trở kháng dòng này là từ 6 ohm. Đấy. Chiếc âm này thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá là chỉ có 8 triệu đồng. Đây là cái đường vào cho các đường analog. Analog chính là những cái đường mà cắm bằng điện thoại, máy tính. Đấy, là qua đường analog. Và khi các bác ấn cái đường này xuống thì nó sẽ ký hiệu ấn xuống analog. Khi các bác nhả nó ra thì các bác thì nó sẽ ghi là digital. Đấy, thì đây là các cái đường vào của digital. Đấy, đây là khi các bác mà nghe nhạc mà qua các cái cổng điện thoại, máy tính thì các bác ấn cái đường này vào thì sẽ sử dụng qua đường analog. Khi nhả nó ra thì các bác sử dụng qua cổng quang, qua đường digital. Đấy. Đấy. Nhả. Đấy, ấn vào. Đấy, đây là các đường vào. Còn ở phía dưới này có chỉnh bass check đầy đủ trên máy này, có lau lớt ba lăng. Đấy, rất là đẹp. Từ phần hình thức bên ngoài đến tất bên trong máy móc là còn nguyên zin. Mức giá tiền là 8 triệu đồng. Chiếc âm dưới là Sơn Xui 607 LX Cha. Thì dòng này thì
các bác cũng thấy Xuân Đỉnh cũng đăng rất là nhiều rồi, và đây là về toàn là hàng tuyển chọn đẹp long lanh để phục vụ cho các bác thôi. Chiếc Gamma này cũng vậy, những dòng này thì nó khác so với dòng lông, và dòng này thì dòng lợi cha này thì sẽ tương đương với những dòng X đề cát, là dòng lợi cha này nó sử dụng là slap, tức là 8 một slap đặc trưng của nó. Dòng này thì tiếng rất là hay, chạy 8 sò, công suất của nó là 250W điện 100V. Những dòng này các bác ghép vào những dòng loa, loa Nhật thì ghép vào những dòng diatone, những dòng pioneer giải trầm rất là tốt. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể ghép vào những dòng loa Bose, đánh những cặp này rất là hay. Âm đi 6-7 lợi cha này thì hình thức rất là đẹp, mặt của nó là mặt gương, hầu như mặt là không có vết chảy xước nào cả. Mức giá tiền là 8 triệu đồng. Đây là các cái đường vào. Đấy, đây là phono là dành cho đĩa than. Ngoài ra dưới này thì cần toàn đèn sáng thì bát chép mưa tác dụng, có nolot volume ba lăng. Dòng này thì cũng rất dễ sử dụng, công suất lớn để các bác phố ghép cũng như lắp thêm văng cơ để hát karaoke. Tổng quan thì hai chiếc âm mề đồng đều và mức giá tiền thì cũng chỉ có 8 triệu đồng một chiếc, từ hình thức bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Máy móc thì Xuân Đỉnh cứ đảm bảo là máy móc là còn nguyên zin, rất đẹp. Hai chiếc Omni đồng giá cho các bác lựa chọn, dòng nào đánh cũng hay. Tất nhiên thì mỗi chiếc Omni có một cái thế mạnh riêng, chứ không có ngồi để so sánh là cái này hay hơn cái kia. Hình thức rất là đẹp, giá tiền là 8 triệu đồng một chiếc. Đấy. Sau bên này thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác cặp loa. Đây là loa JBL, model của nó là 4312XP. Tầm này thì thiết kế loa cũng rất là gọn gàng, bát của nó bát 30 và cái dị dạng hơn là nỗ tung hơi thì nó ở trên. Đấy, một chung 12 và một tép đôm. Dòng này thì nó sử dụng là titan, này cái rốn của nó xuống titan này. Đấy. Loa là zin tuyệt đối nhé, bát là bát 30, kiềng xứng đúc gân vải xếp màng giấy, và đây các bác thấy rõ là cái màng giấy màu trắng còn rất là đẹp, căng cước thì còn đầy đủ hết. Đấy. Căng cũng không hề rách, thùng thì còn vuông thành sắc cạnh. Dòng này thì được phủ một lớp xi đề can gỗ toàn phần từ mặt trước ra mặt sau. Loa thì đánh trở khá là 8 ohm, và với những cái dòng loa JB này thì sẽ không ghi về công suất, nhưng với những cấu hình mà bát 30 thì các bác cứ an tâm về chất lượng cũng như sẽ ghép và chơi rất tốt phòng 30-40m². Cặp loa này thì thậm chí các bác hát karaoke cũng ngon lành, vì loa này thì củ loa cũng rất là khủng và rất là nặng, tuy thiết kế của loa thì không quá cao to. Loa có hai tinh chỉnh trung tép ở phía bên trên này. Đấy. Model của nó là 4312XP. Loa này nó cứ chữ là R là bên phải này, lỗ tổng hơi này. Đấy. Bên này nép là bên trái. Đều đồng đều rất là đẹp. Tuyến loa rất là xuất sắc. Chỉ có một vài gọi là vết chảy sức tí xíu do vận chuyển thì khó tránh được. Nhưng tổng quan ở đây thì với những cặp loa mà được nguyên zin toàn vẹn như này thì rất là ít để các bác lựa chọn một cặp loa đẹp xuất sắc. Đấy, căng cước là còn đầy đủ hết. Giá thị trường thì Xuân Đỉnh cũng thấy là chưa có bác nào bán cái cặp này mức giá là dưới 20 triệu. Nhưng riêng cửa hàng Xuân Đỉnh thì lại giao đối với các bác cặp này là chỉ có dưới 20 triệu. Và chính xác nhất là cặp này thì Xuân Đỉnh đang bán với mức giá thì chỉ có 18.500.000 đồng. Giá rất là tốt cho một cái cặp loa zin tuyệt đối. Đấy. Loa Mỹ bây giờ thì thậm chí nó còn rẻ hơn cả loa Nhật với những cấu hình bát 30 mà khủng như thế này. Model của nó là 4312XP. Đây là loa thùng, tiếng rất là chất. Rất dễ phối ghép và tiếng đánh rất là chắc, thậm chí các bác hát karaoke loa này rất là ngon luôn, căng cước đầy đủ và đẹp. JBL 4312XP mức giá chỉ có 18.500.000, duy nhất chỉ có một cặp để phục vụ cho các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu cứ alo Xuân Đỉnh theo số điện trên bài là 0395 727582. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.